Kính chào quý vị cùng bà con nông dân. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân. Chương trình phát thường xuyên vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tổng số tiền giảm lãi suất theo cam kết của 16 ngân hàng thuộc Hiệp hội Ngân hàng từ 15 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 là khoảng 18.095 tỷ đồng, đạt gần 88% so với cam kết. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank dẫn đầu với trên 5.000 tỷ. Cụ thể, trong bảng tổng hợp con số giảm lãi suất của từng ngân hàng, tổng số tiền lãi Agribank đã giảm cho khách hàng cao nhất với 5.176 tỷ đồng, đạt gần 91% mức giảm được ngân hàng này cam kết, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất trên 1,41 triệu tỷ đồng cho gần 3,75 triệu khách hàng. Tiếp theo là Ngân hàng Thương mại Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, với tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 3.822 tỷ đồng. BIDV đứng thứ 3 với tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 3.382 tỷ đồng. Thưa quý vị, 5 năm trở lại đây, Agribank luôn là một trong những ngân hàng có tổng mức cấp tín dụng cho nền kinh tế lớn nhất. Đến cuối năm 2021, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt trên 1,31 triệu tỷ đồng, trong đó gần 70% dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng tam nông. Tỷ lệ này được duy trì trong nhiều năm qua, dư nợ đối với khách hàng cá nhân đạt trên hơn 900.000 tỷ đồng, chiếm 69% dư nợ nền kinh tế, tăng hơn 68.000 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trên 8% so với đầu năm. Tính đến tháng 10 vừa qua, dân số giải ngân cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt gần 990.000 tỷ đồng với hơn 3 triệu khách hàng. Bình quân hàng năm, Agribank giải ngân cho vay khách hàng cá nhân số tiền hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Trong đó, doanh số cho vay tiêu dùng hơn 330.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% doanh số giải ngân cho vay của ngân hàng. Để đạt được những kết quả trên, Agribank đã tích cực triển khai nhiều sản phẩm, giải pháp, ứng dụng công nghệ số, giúp khách hàng thuận tiện tiếp cận dịch vụ ngân hàng, cải tiến quy trình thủ tục tín dụng. Ngân hàng đã triển khai thành công đề án điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dụng tới 405 xã tại 62 tỉnh thành. Mỗi điểm giao dịch lưu động đều có thể cung cấp đầy đủ dịch vụ như giải ngân, thu nợ, chuyển tiền và phục vụ hơn 1,7 triệu lượt khách hàng. Một kênh dẫn vốn hiệu quả khác đã được Agribank cùng Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các cấp triển khai là mô hình tổ vay vốn. Tính đến nay đã có trên 68.000 tổ vay vốn với dư nợ gần 180.000 tỷ đồng. Thưa bà con, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Agribank triển khai giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất hợp lý, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, cải tiến quy trình thủ tục, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay. Đặc biệt, nhiều giải pháp góp phần hạn chế tín dụng đen được Agribank triển khai mạnh mẽ. Đầu tiên có thể kể đến, gói tín dụng tiêu dùng quy mô hơn 5.000 tỷ đồng với thủ tục xét duyệt đơn giản hóa. Đến ngày 31 tháng 10, doanh số cho vay lũy kế đạt trên 45.000 tỷ đồng, đã có 600.000 lượt khách hàng được vay vốn để đáp ứng nhu cầu cấp bách, góp phần đẩy lùi tín dụng đen. Agribank cũng triển khai cho vay thấu chi qua thẻ tại khu vực nông nghiệp nông thôn với lãi suất cạnh tranh để phục vụ chi tiêu đột xuất như thanh toán vật tư nông nghiệp, thanh toán dịch vụ công. Tính đến nay, Agribank phát hành 361.000 thẻ với tổng hạn mức thấu chi cho khách hàng là 2.300 tỷ đồng. Nhận thấy những khó khăn thời dịch của người dân, đặc biệt ở khu vực thành thị, Agribank tiếp tục dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay tiêu dùng cá nhân với lãi suất ưu đãi. Chương trình áp dụng ở khu vực đô thị, thị trấn, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Sau hơn 5 tháng triển khai, doanh số giải ngân đã đạt trên 2.000 tỷ đồng với hơn 2.500 khách hàng được tiếp cận vốn vay. Mới đây tiếp tục cung ứng nguồn vốn cho khách hàng cá nhân trong những tháng cuối năm, Agribank bổ sung 25.000 tỷ đồng. Ưu đãi lãi suất cho vay thấu chi đối với khách hàng trả lương qua tài khoản, lãi suất ưu đãi được áp dụng đối với các khoản thấu chi mới cũng như các khoản dư nợ thấu chi hiện hữu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Agribank đồng hành cùng bà con nông dân cuối cùng của năm Tân Sửu. Bản tin do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Quảng Nam thực hiện. Thay mặt những người thực hiện, xin được kính chúc quý vị, quý khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đón một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc.